to say. Happy New Year. Các cháu lại một lần nữa gia đình chúng ta lại tụ họp ở đây để mừng đón xuân và cùng Tết các bạn và Tết cùng nhau. Năm nay cũng như mọi năm anh em xin mời và đặc biệt có em Đặng và Thiên từ Virginia về đây để mà kết cùng gia đình, đó là một điều rất vinh hạnh cho gia đình vì đã biết là tụi em từ xa, rất xa, khó khăn mới đến được Việt Nam và đến được Việt Nam. Và thường xuyên thì năm nào anh Nghị cũng đi hướng dẫn chương trình, nhưng mà năm nay đặc biệt có hai em về thì là anh nhường lại cho em Thiên và Đặng Tùng để hướng dẫn chương trình. Anh Nghị và các em xin đưa bắt đầu cái chương trình thì bà con biết nói gì thì trước tết như là cái truyền thống thì con xin mời anh Nghị là anh trưởng anh của gia đình Tam Hưng đại diện anh em tết bà. Con và các cháu đây, các bạn ở đây xin năm mới xin đi chúc bà sức khỏe an khang mọi sự đạt sự nghi. Rồi sau đó là đến lượt chúng con đầu năm mới thì con xin kính chúc ba là một năm tràn đầy sức khỏe và sự cát tường thân tâm an lạc để năm nào tụi con cũng khỏe ăn tết với ba. Và luôn tìm chúc anh Nghị tất cả các anh chị em trong nhà kho đậu một năm mới nhiều sức khỏe và mang phát tài, muốn gì được mấy. Và những người anh em ở xa thì hy vọng sang năm sẽ cùng về đây để vui Tết với gia đình. Chúc anh cảnh chị luôn những điện cho tất cả các cháu của một số hạnh phúc và bình yên. Anh thì là thế con thì là để người là kết bạn mà cô sau ở đây tại theo danh thì là mình cứ mời của gia đình theo thứ tự trên xuống dưới đến chúc Tết cho bạn. Rồi anh nhìn trước anh những gia đình các em ở và các cháu ở hải ngoại một năm mới nhiều sức khỏe, làm ăn học hành tiến bộ, làm ăn thành công vui vẻ. Sang năm về đây, sang năm nhớ về đây mà vui vẻ cùng gia đình. Kính thưa cơ đầu, thưa anh Nghị và anh chị Đặng cùng tất cả các em các cháu ở trong đây xuân năm Canh Dần này gia đình Lâm Hưng chúng ta phải